Hello, xin chào các bạn quay trở lại với kênh của mình nha. Chúc các bạn có một ngày thật là vui. Hôm nay mình sẽ cho các bạn xem chiếc Chevrolet Cruze máy 1.8 số tự động nha các bạn. Bản LTZ 215 nha. Màu đỏ biển Sài Gòn. Xe này mới chỉ chạy có 59.000 cây nha các bạn. Đó. Bản này là bản số tự động ha. Số tự động là LTZ, còn số sàn là LT máy 1.6 thôi nha các bạn. Đó, form rất là đẹp ha. Chở đèn sáng loáng nè. Thấy chưa? Chevrolet Cruze này là phân khúc C nha các bạn, cùng phân khúc với Civic Antique đó, Elantra, Cerato, Focus đó. Đó. Thì cái form thì khỏi bàn rồi ha. Rất là sạch sẽ nha các bạn. Mình mở con máy cho các bạn xem. Đó. Sạch sẽ ha. Xe này chủ người ta đi dữ lắm, đi ít lắm. Đó, keo chỉ nó còn nguyên hết nè. Thấy chưa? Xe này cam kết là động cơ hộp số nguyên zin hết nha, không cứng đụng, không máy móc gì hết. Đó. Cảm biến lùi, camera lùi đầy đủ. Phân khúc C mà nó rộng thì khỏi bàn luôn. Xe hồi đó mua mới mắc. Mua mới giá niêm yết là 689 triệu. Lăn bánh đâu đó khoảng 750 luôn. 750 giờ bán lại có 390 nha các bạn. Giá cực kỳ tốt cho anh em luôn. Anh em nào nhanh thì nhanh tay thì mới hốt được em này thôi, chứ chậm thì không mua được em này đâu. Giá cứng luôn, giá không thương lượng luôn nha. Giá chủ xe bán một giá một không thương lượng. Đó, báo giá cho anh em ngay từ đầu luôn. Anh em nào kết thì alo cho mình liền. Xe thì chuẩn nha các bạn. Xe này cái giá này là bên mình đã thương lượng rồi, mới còn giá đó ha. Đó, rất là đẹp. Ghế không một vết trùng luôn. Cần số nè, thấy chưa? Cần số không có vết trầy gì luôn á. Rồi mình lên hàng cái đầu cho các bạn xem. Trần thì sạch sẽ, trần thì không có một vết dơ luôn. Đó, ghế thì không một vết trùng. Đó, gương ngập chính điện nha các bạn. Gương ngập chính điện, nội thất là nội thất da luôn ha. Đỏ nội thất da một kem. Này người ta kỹ nổi mà người ta áo cái ghế tà lại nè, thấy chưa? Đó, ghế cũng đẹp lắm. Bạn thấy không? Đó. Cửa nẻo rồi còn ok hết. Xe này đang trong showroom nên mình không tiện nổ máy nha các bạn, thông cảm ha. Xe này người ta đã đổ lên start top nha các bạn. Đó, start top. Xe có ga tự động luôn, cruise control nè. Này các bạn nhìn cái vô lăng này thấy đẹp không? Không có vít tróc vít trầy gì hết ha. Xe 25 nha các bạn. Đó, 59.283 km nha. Đó, người ta lên cái cam cặp lề nè. Thấy chưa? Lên option rất là nhiều ha, camera hành trình luôn. Camera hành trình, à, cái này là cái cam phía trước đầu xe luôn á, chứ không phải camera hành cặp lề. Đó, xe số tự động, cần số thì bao đẹp luôn. Xe này hai túi khí nha các bạn, hai túi khí trước thôi. Đó. Rồi, mình ra mình mở khoang máy cho các bạn xem. Xe này chất xe đẹp lắm, anh em nào có duyên thì hốt liền em này ha. Ok. Đó, cái form rất là đẹp. Form nhìn rất là sang trọng. Chevrolet xe thương hiệu Mỹ nha, được Hàn Quốc mua lại rồi. Rồi mở khoang máy cho các bạn xem. Đây, máy xe nè các bạn. Máy xe thì đã được chủ người ta vệ sinh rồi, để bữa giờ nó hơi bụi chút xíu. Cái này thì chùi một phát là nó sạch rồi, chẳng vấn đề gì hết. Xe động cơ hộp số là nguyên zin hết nha, không cấn động, không máy móc gì hết, nguyên zin hết. Đó, xe rất là tốt, rất là đẹp. Rồi, xe này chỉ có 390 triệu nha các anh em, chỉ có 390 triệu thôi. Anh em nào kết thì đến liền ha, hỗ trợ góp cho anh em luôn. Xe 25, ngân hàng VIP hỗ trợ góp xe này 60% ha. Đó, anh em nào quan tâm xe này thì liên hệ cho mình liền nha. Số điện thoại 0972 608010, hoặc là đến trực tiếp địa chỉ Anike Trường Chinh cho gặp Lê Trương. Mình sẽ hỗ trợ cho anh em một cách nhiệt tình nhất nha. Nếu chứ không mua được xe thì mình sẽ mời anh em đi cà phê, coi như là anh em giao lưu ha. Ok, rồi anh em nếu muốn bán xe cứ liên hệ cho mình nha, sẽ hỗ trợ cho anh em giá tốt nhất luôn. Giao dịch một lần một, đến trực tiếp nhà anh em thu luôn ha. Rồi, cảm ơn các bạn xem video nha. Nhớ đăng ký kênh ủng hộ cho mình, cũng như là bấm chuông thông báo để luôn cập nhật những video mới nha. Ok, cảm ơn các bạn rất nhiều. Bye bye.